Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 92. Mỗi lần chùa chúng ta tổ chức một chương trình lễ là mỗi lần giúp cho những đức tăng thêm cái tín tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc và thấy được cái pháp môn tịnh độ này quá thù thắng. Quý vị coi, từ khi những đức gặp Phật pháp tới bây giờ là chỉ có một câu Phật hiệu, đây là 100% luôn. Ai như thế nào những đức không biết, chứ riêng bản thân những đức chỉ có đúng một câu Phật hiệu. Mười mấy năm nay chỉ có niệm Phật, không đi tìm hiểu gì, không biết gì, không đi đâu cả, chỉ có ở một nơi nuôi người già niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là xác thực 100% luôn. Nếu như cái người mà có thiện duyên thù thắng, đi vòng vo tam quốc, tu môn này tu môn kia tu môn nọ, nghe công đoạn này một phát thôi là quay đầu niệm Phật liền. Nhìn rõ ràng luôn, cái ông này chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà ông thù thắng như vậy. Rõ ràng một câu Phật hiệu này không có duyên thì tu ra có duyên, mà không có phước tu ra có phước. Không vui vẻ tu ra vui vẻ, thiếu thọ mạng tu ra thọ mạng. Nếu như chân thật câu Phật hiệu này mà chịu làm, làm cho tới cùng luôn. Cũng như ăn tổ, cái công đoạn mà đọc ăn tổ ngày nhập thất hơn 30 năm. Khi ngài bước ra khỏi liêu thất, ngài để là một câu cho đời gọn thôi: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong hồng danh A Di Đà. Ngài biết có Phật hiệu này cực kỳ thù thắng, dù đọc muôn kinh vạn luận đi chăng nữa cũng không làm được. Có Phật hiệu này chân thật mà niệm là có kết quả lớn. Đại lão hòa thượng Hải Hiền khả đời âm thầm 92 năm niệm câu Phật hiệu, thành tựu để là toàn thắng xá lợi. Vì coi cực kỳ thù thắng luôn. Đọc lịch sử người niệm Phật giảng sanh, có nhiều người vô cùng đơn giản bình dị nhưng niệm Phật giảng sanh cực kỳ thù thắng, còn hơn những người làm bao nhiêu việc lớn lao trong cuộc đời, khi ra đi lại nằm ngơ ngác. Thấy rõ ràng luôn quý vị, mười mấy năm nay nhà Đức đi tu, nhà Đức thấy rõ ràng có nhiều người làm những việc lớn lao vô cùng nhưng chết nằm ngơ ngác. Có khi cả hộ niệm còn không được hộ niệm, khi gần chết toàn là đa phần nằm trong bệnh viện chết không. Còn những người lão thật niệm Phật, chân thật niệm Phật, nhiệt tình niệm Phật, người ta nói họ là người ngu khờ không biết gì, nhưng họ lại thành tựu của đường giảng sanh cực kỳ thù thắng. Bây giờ điển hình như cái bé Liên Tịnh 11 tuổi ở chùa mình ra đi, vì có chỉ có 11 tuổi thôi, những đức dạy con muốn hết khổ con phải niệm Phật, muốn giúp chúng sanh ông bà cha mẹ của mình thì con phải niệm Phật, chỉ vậy thôi. Từ đó về sau cháu chân thật niệm Phật, khi cháu bệnh đau những đức hỏi con có sợ chết không, dạ không, con muốn uống thuốc không, không, con muốn đi tìm bác sĩ không, không, con chỉ muốn niệm Phật để Phật đến rước con về cực lạc thôi. Đúng một niệm kiên định luôn. Rõ ràng người niệm Phật muốn giảng sanh là phải tâm kiên định.
Khi cuối đời niệm một câu Phật hiệu nhẹ nhàng ra đi luôn, chính mắt thấy rõ ràng hơn bao nhiêu con người tu có khi nhiều chục năm. Quý vị có khi tu nhiều chục năm nhưng mà quý vị đâu có gầy dựng như người ta. Người ta có mấy tháng thôi mà từ khi gặp tịnh độ là tin và gầy dựng luôn, không sợ chết gì hết. Còn mình tu rất nhiều chục năm nhưng mà mình lại đụng cái là mình sợ chết. Thua rồi. Giống như ở Tiền Giang người ta gặp nguyên một nhóm mấy vị này cũng lớn tuổi. Nói một câu rằng biết cái người này tu mấy chục năm niệm Phật luôn, nhưng mà đụng cái là đi tìm bác sĩ, đụng cái tìm thuốc. Khi cuối cuộc đời gần chết rồi, thê thảm vô cùng, đòi đi trị bệnh. Khi kêu xe cấp cứu đó thì bác sĩ vô khám nói chết lâm sàng, hết cứu rồi, cứ gì mà chết, chết thê thảm luôn. Hỏi Nhân Đức rằng mấy chục năm niệm Phật vì sao như vậy. Nhân Đức nói mấy chục năm niệm Phật mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, được cái phước duyên gì mạng khác, còn cái chuyện giảng sanh là khó. Còn người ta đi mấy tháng nhưng mà người ta tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, khác nhau rõ ràng. Nên từ cái câu Phật hiệu này, Nhân Đức nhìn ra từ cái pháp thế gian, Nhân Đức cũng thấy thù thắng. Vì thôi thấy cái cảnh giới Nhân Đức hướng dẫn người tu ngày lễ giáo ngâm không, đông cực kỳ đông. Mà bây giờ mình thêm cái chỗ này nữa, khi giảng tịnh độ xong ngày lễ này kia được, đều đọc 12 lời đại nguyện để chúng ta cùng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Cả con người sống cho đến chư hương linh đều phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Đã phát nguyện cầu sanh Cực Lạc rồi thì buông cái tâm hận thù đòi nợ, mang cái tâm báo thù bỏ đi, chỉ có niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thôi. Lễ vía mà càng ngày càng đông, càng ngày càng đông, đông 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 lên thì rõ ràng cái pháp tu này thù thắng rồi, pháp tu này lợi ích rồi. Bao nhiêu người nghe những bài giảng của mình, bài giảng này mà lễ vía người ta tập trung về, người ta đều gặp những đức, người ta nói trời con cảm ơn thầy, ở nhà con không có buồn, còn là con vui là nhờ thầy giảng. Người ta cảm ơn mình và người ta niệm Phật, người ta dụng công tu tại gia, thời khóa tu đưa ra cho người ta tại nhà áp dụng được luôn. Đây là rõ ràng xác thực 100% đúng là pháp môn niệm Phật là pháp môn đại thù thắng. Như vậy mà rất nhiều người chúng ta muốn phát triển đạo tràng nhưng mà mình không tin niệm Phật. Nên ở địa phương nào chỉ cần phát triển đạo tràng niệm Phật thôi là người ta đến đâu. Vì pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà Phật đã điểm hóa thời mạt pháp niệm Phật thành tựu rồi. Nên cái thời mạt pháp này vì chỉ người ta niệm Phật đơn giản, nhiều người người ta sẽ áp dụng lợi ích. Còn quý vị nói cao xa người ta cũng không áp dụng được thì người ta cũng bỏ cuộc. Nên mình phải nhận thức được cái căn tính con người bây giờ kìa. Chứ không phải là nói rằng bây giờ mình học Phật rồi mình nghe cái này nghe cái biết cái này biết cái nọ rồi mình nói cao xa để chứng tỏ mình là người hiểu biết, bậy quá. Cái việc quan trọng là bản thân mình nói làm sao cho người ta nghe được mà ta áp dụng được, người ta khỏi cần phải nặng nề mệt mỏi kìa. Đây mới là cái quan trọng từ bi. Còn quý vị muốn chứng tỏ mình là người hiểu biết nhiều thì thua rồi. Thua. Không. Nên nhiều người chúng ta nên nhận thức đi quý vị. Người trong chùa hàng cư sĩ ngoài đời quý vị hãy nhận thức đi. Đúng rõ ràng như quý vị từ khi biết Nhân Đức tới giờ Nhân Đức chỉ có niệm Phật không, không có nói cái gì cao xa. Vậy mà giờ hình thành những cái pháp hội lớn, cực kỳ lớn mà người ta về mấy chục ngàn người. Quý vị nghĩ đi, đặc biệt cỡ nào chưa? Vậy là pháp môn tịnh độ này quá tuyệt vời rồi. Nhiều người đặt câu hỏi, ủa sao thầy này ông giảng pháp đơn giản mà người ta nghe đông dữ ta. Đơn giản người ta mới nghe đông, cao xa sao nghe, mà đến làm gì? Dù là nghe nói trao trước bùi tai nhưng mà không áp dụng được. Chúng ta nói làm sao mà người ta áp dụng được thì quý vị à, người ta áp dụng được xác thực nhất thì người ta sẽ thích. Ngay câu vật hiệu này thù thắng. Bởi vì Ấn Độ người nói cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A-di-đà. Là câu vật hiệu này là đặc sắc nhất. Nên người trong chùa mình mà nghe gì rồi siêng năng niệm Phật, giải đãi niệm Phật là ngu si, siêng năng niệm Phật là trí tuệ. Nhớ nghe, giải đãi niệm Phật là ngu si, siêng năng niệm Phật là trí tuệ. Vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Bây giờ mỗi một người chúng ta ai mà không muốn tu duyên tu phước, duyên phước ai mà không muốn tu. Vậy mà ngay câu Phật hiệu này là duyên phước thù thắng. Tại sao không niệm Phật? Tại sao lại giải đãi? Làm việc gì bận biểu như cái miệng niệm Phật, dù như múc canh đi, ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật, bịt khẩu trang lại, thời gian nước miếng vào trong tô canh thì mình bịt khẩu trang lại, mình ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật,
lau nhà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giặt đồ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rửa nhà vệ sinh, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ đem câu Phật hiệu áp dụng vào cái cuộc đời mình đang làm việc. Người này gọi là người biết niệm Phật. Người biết niệm Phật là như vậy đó quý vị. Quý vị lên chánh điện thì phải niệm Phật rồi. Nhưng cái quan trọng quý vị là trong mỗi công việc quý vị phải niệm Phật. Cắm hoa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm Phật. Mình mà niệm Phật là cái mặt mình không có ụ xuống. Mình mà không niệm Phật là mình làm gì cái mặt mình nó ụ xuống. Vì mình niệm Phật mà nuôi dưỡng cái khí lực và tế bào mình tốt đẹp. Nên khi mình niệm Phật rồi cái gương mặt mình nó tươi, nó sáng, vui. Còn nếu mình không niệm Phật là ụ. Hoặc làm cái gì mà không niệm Phật là mặt ụ. Ụ. Hoặc quẹo đầu qua bên. Tại vì mình không niệm Phật, còn mình niệm Phật là nó dựng người lên liền. Ai đạo Phật, ai đạo Phật, ai đạo Phật, ai đạo Phật, ai đạo Phật. Đó. Như mình ngồi ăn cơm mà mình ăn xong rồi mình ngồi đó mình cũng nhép môi thầm thầm nhẹ nhẹ nhẹ, cái miệng động động, gọi là kim cang trì niệm Phật. Có nghĩa là dành thời gian mỗi lúc mỗi nơi chút 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 mình móc 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 móc. Nên như Đức chỉ dạy chúng là bắt câu Phật hiệu thiệt là nhỏ để trong người, cho cơ thể mình được nghe câu Phật hiệu, cho bản thân mình cũng được cảm nhận được câu Phật hiệu. Tuy bắt nhỏ xíu vậy cho tế bào mình được nghe và mình được cảm nhận niệm Phật là thù thắng nhé. Nên mỗi một công việc đều áp dụng niệm Phật. Đây là người biết niệm Phật. Như buôn bán cái gì chứ, bán giải hay bán trái cây hay bán chuối hay bán này nọ, bán tạp hóa được. Rảnh cứ ngồi đó niệm Phật. Rảnh là ngồi niệm Phật liền, bắt pháp lên nghe, ngồi đó niệm Phật liền. Tâm trạng nó vui vẻ, nó an lạc. Người ta lỡ mua đồ gương mặt mình tươi, mình bước ra mình chào hỏi cái là người ta kết mình. Buôn bán đắt. Bán giải đồ này kia, bắt cái máy niệm Phật để ngay chỗ cái sạp mình. Ai vô cũng nghe được có Phật hiệu. Một ngày tu quốc viên biết bao nhiêu mà nói. Ai nói gì kệ người ta, nhưng mà có những người cái cảm giác người ta bước đến cái chỗ mình, người ta từ trường thấy nhẹ nhàng, thấy bình an. Và người ta thấy cái hành động mình là một cái người đàng hoàng, người ta cũng không có muốn gian lận đối với mình. Nên có Phật hiệu này áp dụng cho mỗi lúc mỗi nơi trong cái cuộc đời chúng ta đặc biệt lắm quý vị. Trước khi ngủ dỗ dắt bằng có Phật hiệu, niệm chút rồi hả ngủ. Thức dậy mở mắt ra là đời xuống có Phật hiệu liền, dù chưa rửa mặt chưa xúc miệng luôn. Ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật. Niệm liền có Phật hiệu, cái khởi tâm mình là niệm Phật đầu tiên, thì vị sẽ thấy vị an lạc tự tại vô cùng. Nên đây là người biết niệm Phật trong mỗi lúc mỗi nơi, biết áp dụng niệm Phật. Thì biết rằng những đức công việc nhiều gì lên chánh điện được bao nhiêu thời gian? Chỉ có buổi sáng mà một tuần chỉ lên được có 4-5 buổi, 5-6 buổi. Còn ngoài ra tất cả giờ khác những đức đều là phải niệm Phật. Lên xe ngồi niệm Phật. Khi ngồi nói chuyện với người ta, ta nói chuyện một chút mình được niệm được vài câu. Chăn quý mót từng có Phật hiệu, từng có Phật hiệu, từng có Phật hiệu. Như ngày xưa dưới quê đi mót lúa. Nhà không có đất cát nhưng mà mình mót lúa không gì mà đủ nuôi cả gia đình. Việc này rất là rõ ràng nên mỗi người niệm Phật phải càng mót quý vị à. Khi mình tắm mình cũng niệm Phật được. Bỏ xà bông kỳ người, nhép nhép cái môi kỳ người, rồi nó kỳ người cứ niệm Phật. Đó là người biết niệm Phật. Lúc tắm mà niệm Phật, tắm xong bước ra mặt tươi rói. Còn lúc tắm mà không niệm Phật, tắm xong bước ra cái mặt bù xù, nhìn như con cù. Nên mỗi lúc mỗi nơi niệm Phật là nhìn dễ thương à. Tại sao Phật tử người ta thương Như Đức nhiều? Vì Như Đức niệm Phật. Như Đức đâu có đẹp ở đâu mà nhiều người ta quý thương là gì? Từ đâu niệm Phật người ta, mình vui. Vui thì người ta thích à. Mình mà vui mình dễ tính, nít nó cũng chạy theo mình. Còn mình khó tính, nít nó chạy mắt dép, nó sợ. Đúng không? Nên cái câu Phật hiệu này hay lắm. Chỉ cần áp dụng trong cái cuộc đời mình thôi. Trong mỗi lúc mỗi nơi là quý vị thấy lợi ích cực kỳ lớn. Hòa Thượng Ngải Hiền ngày niệm 92 năm có Phật hiệu. Giảng sanh để là toàn thân xá lợi. Mà người tu tịnh độ là đa phần cái người vui vẻ, quan hệ dễ tính không. Cái người tu tịnh độ mà khó khăn câu có là người này không phải tu tịnh độ gì pháp nhị lực đâu quý vị. Dù họ có niệm Phật, cái tâm họ cũng là tự lực. Cái người mà tự lực họ thường khó khăn. Còn cái người mà biết nương vào bổ nguyện là đa phần là người vui vẻ, dễ tính.
Vì mình đương một Phật thì bản thân mình có cái gì đâu mà mình kiêu ngạo. Còn mình tự lực mình tưởng đâu mình cao siêu nên mình kiêu ngạo trở thành khó tính. Nên câu Phật hiệu này phải siêng niệm quý vị à. Từ người xuất gia chúng ta hàng cư sĩ phải siêng niệm. Câu Phật hiệu này cực kỳ thù thắng. Không niệm Phật thì niệm cái gì? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Niệm Phật phước sanh vô lượng gì sao không niệm Phật? Không niệm Phật thì niệm cái gì nữa bây giờ? Chỉ có một câu Phật hiệu mà làm bao nhiêu chương trình vậy đó. Cái đại tùng lâm đông vậy mà người ta đi mà chen chân mới không lọt. Chính những đức khi đi lại Quan Âm xong đi về cùng với các cụ, đông người không tưởng tượng được. Thì thấy không? Có người này là cái gì? Từ câu Phật hiệu mà ra. Có người này thành công là từ ngay câu Phật hiệu. Đi tu thấy xứng đáng vô cùng. Từ một người bình thường đi niệm Phật mà làm nên sự nghiệp lớn. Các vị coi cái chương trình những đức tổ chức phải sự nghiệp lớn của cuộc đời không? Đây là sự nghiệp lớn xác thực. Vừa nghe Pháp vừa áp dụng cuộc đời mà lại vui vẻ, mà lại có Pháp tu mà lại hướng về Tây Phương Cực Lạc, nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Đây có phải sự nghiệp lớn trong cuộc đời không? Nên tất cả những vị trưởng đoàn dẫn đi đến chùa mình tu đúng là xứng đáng, cực kỳ xứng đáng. Nên mỗi một người mình phải được nhận thức kìa. Nên cái chương trình mà để dự khóa tu, cái nhà mà để dự cái chương trình tu sau này bên Đại Tùng Lâm, cái nhà to làm la phong đồ này kia đồ đàng hoàng. Nếu bây giờ mình làm la phong thiết thì nó nóng quá, nó hầm nóng, trên nó thiết rồi nó ủng hơ vào trong đó thì bắt đầu cái sức nhiệt nó nóng, nó nhả ra xuống cái miếng thiết la phong thì mình ngồi dưới chịu nóng nữa. Nên mình muốn làm cái miếng thạch cao mà giống cái nhà ăn chùa mình, nó cách nhiệt, nó không có bị nóng, nó thoáng mát mà nó rất là đẹp một cái pháp hội lâu dài lắm. Tính ra mười mấy năm rồi cái miếng đó mà nó có ăn thua gì đâu, lâu lâu nó dơ đem xuống rửa được luôn. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta làm việc này nó ý nghĩa trong cuộc đời lắm quý vị. Đời người sanh không mang đến, chết không mang đi. Có tiền bạc vật chất làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời lợi ích cho chúng sanh, đó là điều đặc biệt. Chúng ta làm một chỗ mát mẻ cho mình được ngồi, người khác bao nhiêu người được ngồi, mình ngồi trong đó bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Mười mấy hai chục ngàn người ngồi trong đó là duyên của mình kết với mười mấy hai chục ngàn người đó. Những đức nói đem tiền mà đầu tư vào cái ngân hàng của A Di Đà Phật thì không có cái ngân hàng nào mà lãi suất bằng. Lãi suất đó phát sinh đời đời kiếp kiếp. Có người ngồi trong đó toàn là có người niệm Phật để làm Phật, tu duyên tu phước nào bằng cái chỗ đó. Vì nghĩ đi, bây giờ nhiều người chúng ta về lại Quan Âm Bồ Tát vì thấy cái nhà tôn không? Nhà tôn mà ở trên sắt chống lỏng, nhưng nếu muốn làm la phong lại, làm quạt lại, làm đèn lại, sau này trở thành một cái pháp hội. Ngồi trong đó nghe pháp mà người nhìn một cái là muốn niệm Phật. Vì sao? Người đông mà gọi là quá trời luôn, cái nhà thiệt là to. Bữa lễ dưới Quan Âm mà người ta ngồi kín mít ở trong cái nhà to luôn, ngồi sát luôn quý vị. Nóng quá. Vậy định làm la phong đó để cho mỗi người ngồi trong đó được mát mẻ. Người mà có điều kiện, có tiền thì tự nhiên mình sẽ làm liền. Vì sao? Đây là việc ý nghĩa trong cuộc đời. Làm cái duyên mà thù thắng vô cùng. Nên mỗi một con người phải nhận thức được. Thí dụ như mình làm một cái Phật sự gì trong chùa đi, khi mình phát tâm mình làm nó cúng dường Tam Bảo, Tam Bảo làm việc đó, những đức nêu cái việc đó mình cúng dường Tam Bảo, con cúng dường Tam Bảo, con nghe thầy nói về cái việc làm việc đó gì, nói vậy là hiểu nhé. Thí dụ như mình làm việc trong ngôi nhà Tam Bảo, mình cúng dường một cái gì mình làm, mà có ai cúng dường cái đó nữa, nhà chùa vẫn nhận làm cái khác, không có gì. Mình đừng có tình chấp vào, ờ tôi làm cái đó gì đó. Nói đồng tiền tôi bỏ ra tôi làm cái đó gì, ủa sao mà cái đồng tiền kia cũng làm cái này nữa ta. Tam Bảo đâu phải một việc đâu quý vị. Nó đa dạng việc.
Đó chỉ là một cái khoảng nhỏ của cái việc làm trong Tam Bảo Chùa mình. Bây giờ quý vị coi, nuôi con người niệm Phật đi, sanh Cực Lạc làm Phật cũng là cúng dường Tam Bảo, chứ làm gì. Gần 2.000 người quý vị coi, một tháng sự chi dùng cỡ nào chứ. Bây giờ một số tiền thiệt là lớn vô tay như Đức, nhích một cái muốn cục, không còn miếng. Tại vì Đức làm quá trời nhiều việc, chùa mình bao nhiêu việc phải lo. Nên gọi là cúng dường Tam Bảo là đại công đức quý vị, khi đã cúng rồi là việc này quá thù thắng. Riêng quý vị đưa cho những Đức đi làm việc cho Tam Bảo thì quý vị yên tâm đi. Những Đức nghĩ những việc làm lợi ích cho chúng sanh, những Đức chuẩn bị đặt 30.000 cái máy nghe pháp tặng lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiếc máy nhỏ vừa làm cái file lại luôn rồi đó. Đặt 30.000 cái máy nghe pháp. Chuyến này lễ viết ông âm những Đức chuẩn bị 30.000 cái máy nghe pháp nhỏ, loại mới nhất mới ra, để tặng cho quý vị. Nghĩa là đầu tư nhiệt tình hết mình. Kệ, những việc mình làm được chân thật làm. Mình nêu lên việc tốt, việc thiện, ai làm thì cũng làm. Ai không làm thì mình cũng cố gắng, mình phải làm chứ sao vậy. Việc thiện, việc tốt mà đưa lên rồi nhiều người ta phát tâm, người ta làm, tu phước tu duyên, cùng chung tu phước tu duyên. Chỉ cần mang tâm tùy hỷ thì cũng có phước báo. Nên toàn là những việc làm, vì coi toàn là cho giúp cho cái người niệm Phật để làm Phật không. Đời này có thể một đời này ta làm Phật. Mình kết duyên với người niệm Phật để một đời này người ta làm Phật. Nên mỗi người phải siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, không được giải đại. Làm việc giỏi mà không niệm Phật lại bị giải khờ. Vì niệm Phật là nguồn gốc để tụ phước duyên một chỗ. Còn làm việc một ngày cực khổ mà không niệm Phật là phước duyên bay như mây bay bồng bềnh, biết cho về đâu. Giống như mình làm có tiền mình quy về một chỗ, cái cần dùng mình biết dùng. Còn cái người mà làm có tiền mà liền tiền giải tùm lum, khi cần dùng tiền đâu dùng. Nên cái câu Phật hiệu là tụ một chỗ. Nên người mà biết niệm Phật, siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, không có giải đại. Người giải đại là người cực kỳ giải khờ, ngu si. Nhớ. Có Phật hiệu này phải thường siêng niệm. Nghe như vậy thôi mà cái miệng mình ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật. Nên ngồi nghe pháp gì nữa, hơi ngủ gục cái là ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật. Lắc cái đầu để chi, để mình đừng có buồn ngủ. Có cách mà. Mà niệm được có Phật hiệu nó thu thắng, nuôi dưỡng cái tế bào mình tốt đẹp. Nhất là những người già niệm Phật mà vui là ít bệnh. Người trẻ niệm Phật mà thường vui để lâu già. Cứ chân thật mà niệm có Phật hiệu này đi, lợi ích cực kỳ lớn. Sống trong cuộc đời này nếu lo hoài lo cũng không xong. Làm thì phải làm thôi, buông ra thì phải lo niệm Phật thôi. Vậy thì vô cùng tự tại. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử, ai cũng là tín nguyện niệm Phật, lòng tin kiên cố. Điều đúng một cái cầu là chúng ta đều cầu sanh Cực Lạc. Đời này phải hẹn gặp ở Cực Lạc Tây Phương. Nhớ nghe quý vị. Chúc vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.